Nằm trong kế hoạch hoạt động của dự án nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại của Việt Nam, đối phó với vấn đề phi thuế quan trong thương mại giai đoạn 2019-2020, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm thương mại quốc tế ITC tổ chức khóa huấn luyện đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường dành cho các đối tượng là đội ngũ giảng viên và chuyên gia. Tại khóa huấn luyện, đại diện lãnh đạo cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, với việc tham gia vào thị trường quốc tế, thông qua ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương, Việt Nam đã và đang tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Các hoạt động của các ngành hàng xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng đang được mở rộng và đa dạng về cách thức và loại hình. Ngoài những thuận lợi do các FTA mang lại, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt là những trở ngại trong giao thương quốc tế việc hạn chế về nhận thức sẽ dẫn đến những thiệt hại trong kinh doanh và xuất khẩu do đó việc hỗ trợ để các tổ chức và doanh nghiệp nhận biết hiểu được những điều này là rất quan trọng tại khóa huấn luyện các chuyên gia ITC đã giới thiệu và hướng dẫn các học viên cách thức sử dụng các công cụ được ITC thiết kế bài bản để phân tích thị trường trên cơ sở đó các doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam đặc biệt là đội ngũ tư vấn được trang bị các kiến thức nền tảng và chuyên sâu sẽ hỗ trợ triển khai hoạt động kinh doanh và xuất khẩu một cách hiệu quả nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế tránh được những rủi ro trong xuất khẩu